Yeah, là thay tăng cam cho thằng lằn cho Future 125 halogen màu đen. Thì bây giờ là không tốn thời gian nữa, mình nổ máy luôn ha. Với lại xì nhớt đầu bò thì mấy cọng xin thôi, không có gì hết. Rồi để mình nổ máy cho anh em coi ha. Rồi xe này luôn mà lúc mà 30 ngàn là bị bởi tăng cam hết một lần nha. Bây giờ là mình tháo ra thôi, mình với đồng đội tháo ra thôi. Có gì anh em có sửa dòng xe Future này thì liên hệ cho mình hai số này, Zalo với lại Zalo, hai số này. Nếu mà muốn mua đồ gì đó, những cái cảo, những dụng cụ xe máy thì liên hệ 0908 367 591. Còn liên hệ mình là mình ít gặp được mình lắm. Tại vì anh em nhắn thì nhắn Zalo, mình rảnh mình coi thôi, chứ mình lo làm không à. Thì có gì anh em liên hệ hai số này, số nào trả lời được thì trả lời anh em ha. Rồi Lê Văn Lương nha. Rồi mặt tiền đường Lê Văn Lương nha. Thì anh em mà search ở trên Google, anh em search sửa xe Hồng Hoàng hoặc anh em search là 1841A thì nó sẽ ra cho anh em. Sẹt là cái địa chỉ cũ của mình là 10/34 á, là nó không có lên đâu nha anh em, nó lên nó chỉ không có đúng đâu anh em, tại vì ở đây là mặt tiền rồi. Rồi ha. Rồi bên mình có bán cái cảo hoa lăng mà hai đầu nè, cúp nail nè, với lại AB, với lại hay là cúp lăn ngược nè. Thì Future nail, Future 125 cũng là thứ thôi, thì mình sẽ đem cái cảo này với lại hai chụp đầu dên vô cho đừng có tà đầu dên là 250. Thì anh em nè, anh em mua thì anh em liên hệ qua Zalo ha, gửi địa chỉ để mình gửi thôi. Tiền ship mấy chục nữa nha, mình không bao tiền ship. Thì có hai cái chụp bảo vệ đầu dên đó. Rồi thì cái cảo này thì chút nữa mình sẽ thực hành ở trên chiếc xe mình thay thằng lằn tăng cam cho anh em coi nha. Rồi. Tiện rất là đẹp nha. Rồi của mình là có cảo da rồi luôn nha. Rồi cảo da, rồi cảo neo, cảo quay Nhật Trung Quốc, rồi cảo ha da TFI, rồi cảo nói chung là đầy đủ cảo hết đó cho anh em. Tiện CNC rất là đẹp nha, bảo hành cho anh em 2 năm luôn. Với điều kiện là anh em đừng có phá thì mới hư răng, răng này chui rất là cứng đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cảo qua lăng ra nha, tháo qua lăng ra, cảo qua lăng. Rồi chú này ở Bình Tân nha. Ui nóng quá. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cái cảo này, nãy mình giới thiệu cái cảo đó, thì bây giờ mình sẽ trực tiếp quay là cho anh em coi luôn. Nè, cảo một đầu neo, một đầu AB nha. Rồi cái này răng đồ chui rất là ngon nha anh em, cho anh em thoải mái để. Rồi anh em mua cái cảo này là được tặng hai cái chụp đầu dên, thấy không? 250. Rồi mình sẽ cảo ra cho anh em coi nè, nhẹ nhàng nha. Rồi bay ra rồi đó anh em. Rồi dở dao thôi, đơn giản vô cùng ha. Rồi anh em nào có mua thì 250 nha, liên hệ mình. Đây nè, thấy anh em bãi bánh tăng cam mà nè, đừng có nói dốc đâu ha. Rồi giờ mình quay cho đúng máy rồi mình sẽ bắn cái dòng cam ra thôi. Đây là những dạng mà nó bị bãi nè anh em, cần tăng cam nó bị bãi nè. Đây mình thay ra, giờ mình tổng hợp lại cho anh em coi thôi ha. Rồi ở đây nè, 3 cái ha, 4 cái ha, rồi 5 cái, rất là nhiều. Mình dục rồi chứ bán dây chai cũng được cái gì đâu anh em, mình dục luôn rồi. Thì đó, bây giờ là mình đã là
cái giải pháp của mình là thằng lằn tăng cam nè, bám chung với bập bên nè, thấy không, vẫn xài ống sáo, rồi lò xo mon ngắn đi 1/3, rồi nửa bánh su lồng, rồi sơn cam bầu thay cho cọng sơn cam tròn này nha, cọng sơn cam bầu thay cho cọng sơn cam tròn. Thì cái bộ này mình bán là $500,000, nhưng mà mình gắn ở tiệm là công cán rồi luôn là 600,000. Rồi nếu mà anh em rách ron là mình thay cho cái ron, thì là cái này là mình bán 500,000 nha anh em, rồi không thay đổi nha. Chảo hoa lăng thì mình nãy mình có quay cho anh em coi, thì mình bán 250, có hai cái chụp đầu dên nha, hai chụp đầu dên thôi của riêng dòng Future nha. Rồi đây ha, thì anh em nào thợ gì cũng vậy hết, là anh em là đều 500,000 hết. Thì khi mà mình gắn tại tiệm đó thì mình cân chỉnh lại cho anh em thì nó tốt hơn. Thì anh em cứ cắt nửa cái bánh xù lồng và anh em gắn vô nha. Khi mà anh em quay sao mà cho cốt cam vậy nè, anh em gắn vô nè, anh em canh cam vô, chút là vết phải dịch ngang này, hơi chuối xuống nè, chút là vết nhìn ngang là nghe điểm tê. Giờ mình canh vô, giờ mình canh vô nha. Rồi khi mà mình canh cam đúng rồi nè, chút là vết nè, đi thẳng lên cái bánh su lồng nè, nửa giữa bánh su lồng nè, thì cái cây cái này nó nhìn thẳng nè, thì lúc này là nửa cái bánh su lồng mà anh em mài là bị cái cần tăng cam để đè lên là đúng nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vô thằng lằn tăng cam, anh em vô, anh em cho nó nằm ở thế này nè, anh em đẩy vô. Rồi nè anh em, rồi giờ là hợp lý rồi nha. Rồi mình sẽ vô này là phíp là còn có 2/3 thôi, mình đã cắt 1/3 cái lò xo này rồi, cho nhẹ lại nha anh em, không nó sẽ bị hú nha. Rồi mình vô luôn. Rồi sau khi thay xong là mình được như thế này nha. Rồi anh em muốn mồi nhớt trước cho ống sáo cũng được, hay là nó nổ máy nó tự mồi cũng được. Bây giờ mình sẽ vô hoa lăng thôi. Rồi bây giờ mà mình sẽ up lốc vô thôi nha. Ron này rách thì mình sẽ đại thọ, còn không rách thì thôi. Cái này là mình không phải là mình hên xui chứ giờ sao vậy, giờ không rách thay chi, cạo rất là lâu mà. Rồi bây giờ là xong hết rồi, mình chăm nhớt rồi mình thử xe thôi, mình ráp dàn áo vô chứ sao giờ. Cái này mình làm đã nhiều lần như một lần nha, mình làm rất là nhiều rồi cho nên là cũng tự tin phần nào. Rồi à, chú để ở Bình Tân nha, mình sẽ nổ máy cho anh em coi nha, lên ga cái rồi. Rồi để anh ti mở đèn lên đây đó nha anh em. Rồi rồi ok. Rồi trời Nhân Đức cũng chiều rồi nha anh em, cái mình xong với xe này mình cũng rút quân ha. Rồi là mình muốn giới thiệu anh em là qua cái clip này mình muốn giới thiệu anh em chảo hoa lăng neo với AB cho anh em coi luôn nha. Đó cho anh em chảo này là 250, có hai chụp đầu dên rồi, rất là im nè anh em, nhìn thấy cái cây ti nó cũng khác ở chợ. À, anh em ha, đây là dạng cần tăng cam nó bị bể dữ nè anh em, đó anh em thấy chưa, đây là những cái mà mình tán ra nè anh em, thấy tệ lậu xã hội lắm, hồi nãy mình quay camera trước anh em chưa thấy được đâu nè, đó anh em thấy không, đó nhìn thấy cận cảnh đi ha. Rồi thì tại sao mà nó bị như vậy thì mình đã cũng đã nhiều clip mình giới thiệu mình nói với anh em rồi. Thứ nhất á là do cái bố trí cái cần đó là nó hơi tù, bố trí cái cần nó hơi tù. Thứ hai cái là cái bánh này nó mềm, mà cái này là giống song xanh vậy đó, anh em cặp song xanh vậy đó, là thằng này chết đó, thằng này phải chết theo là phải thay luôn, nó dính vô nè anh em đó ha. Thứ ba là chiều dài nó dài quá,
cái này là bị dính lên hộp số luôn nè, anh em thấy có độ mòn nè, nó dính lên cái hộp số rồi nó cạ, nó ăn hộp số á đó. Đó anh em thấy chưa, rồi ha. Thì mình qua video này là hôm bữa giờ mình cũng thay ít, thì mình xin thưa là mình vẫn còn thay tăng cam cho độ hàng lần cho dòng xe này đó. Thì thông qua clip này thì anh em đó là những cái lỗi của Future 125 nha. Thì anh em nào mà có sở hữu mà Future đèn led đời mới luôn á, thì anh em thấy mà nó có 2018 2020 gì mình không biết, thì anh em thấy là có dấu hiệu là nó kêu cạch 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 cạch, hay là có kêu tiếng cạ kim loại, thì anh em đừng có nghĩ tới lọc dên, mà anh em hãy nghĩ tới ngay là cái cần tăng cam này nha anh em đó. Rồi video đó của mình đến đây là hết. Thì sắp tới là mình sẽ có cái cục tiếp mà để cho cái này dành riêng cho anh em thợ ha. Thì thay thằng nặng tăng cam á, thì anh em mua về á, mình nói rồi là 500 ngàn, còn anh em nào thay tại tiệm là 600 ngàn. Thì nếu mà anh em rách ron thì mình thay ron cho anh em, thì công cán anh em muốn thay nhớt không thì mình giữ nhớt lại cho anh em, còn anh em muốn thay nhớt thì mình tính tiền nhớt thôi. Đây là cái cục tiếp là hai đầu nè, 46, sử dụng cho con tán mỏng nồi sau xe tay ga mà để xiết con cái lò xo trụ to đó, cái lò xo dài như bồ gang tay đó. Với lại một đầu bên đây á là 34 để tháo cái con tán mỏng nồi của Su 200T. Thì cái cục này thì mình bán có 260 thôi nha anh em, là có để số là 46 với lại 34 nè. Thì sắp tới nữa mình sẽ về một cái đầu nữa, cái này là vừa đầu súng của anh em luôn, khỏi qua cục chuyển nè. Sắp tới mình sẽ về cái đầu là 39-41 là nồi xe tay ga đó, là Honda nữa, Honda với lại nè, là vừa cái đầu rồi anh em, nè, quay lại là người vừa luôn nè. Thì 39-41 thì anh em xài được xe Honda với lại Attila rồi luôn nha. Rồi anh em chờ nha, còn cái mà 34 nè, 34 với lại 46 là mình đã có hàng nha anh em nào cần thì 260 là mình không bao ship nha anh em, thì anh em cứ gửi địa chỉ mình sẽ gửi việc theo cho anh em. Rồi video của mình tới đây kết thúc, xin chào anh em.